Bây giờ thì gia đình đang đi đi dạo. Rồi sẽ tìm nhà hàng ăn món ăn truyền thống ở khu này. Món ăn vùng miền đó. Comment s'appelle? Cassoulet hả? Cassoulet. Cassoulet. Cassoulet thì người ta có thể nấu đùi vịt với lại hạt đỗ, quả đỗ đỏ đấy hay đỗ trắng, hay hoặc là xúc xích mẹ lăng chi, hay là với đỗ đỏ đỗ trắng. Thì bây giờ gia đình nhà Mai đang đi bộ ở trên phố Alexandre. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Tối nay gia đình nhà Mai đang đi bộ ở Toulouse và bây giờ đang đi tìm nhà hàng bán đồ ăn truyền thống ở Toulouse, đó là món ăn cassoulet. Bây giờ gia đình đang đi vào trong khu trung tâm đi bộ để tìm nhà hàng. Thì Mai xin gửi lời chào từ Toulouse đến tất cả đến cô chú anh chị và các bạn. Chào đi, đi bonjour de Toulouse. Lý ơi, Lý, con đi con chào bà cô chú nè. Ok. Em mẹ thì cực kỳ thích cái món này. Con thì rất là nóng ruột. Bây giờ kiểu ba mẹ đi thật nhanh nên con muốn ăn rồi. Con muốn ăn ngon, món ăn ngon nhất ở đây mà chưa biết là như thế nào. Đến khách sạn thì chị ấy tự vào mạng, chị ấy tự tìm cái quán ăn bán cái món cassoulet. Chị bảo là rất là nhiều người comment món ăn này rất là ngon. Nhiều người đánh giá món ăn rất là ngon. Và bây giờ gia đình nhà Mai đang đi tìm. Chị còn nói là vừa ngon còn vừa rẻ nữa chứ. Chị có vẻ là rất là sành điệu. Cái này là con này sau này đi du lịch một mình được rồi đó. Mai quay một chút để cho cô chú anh chị và các bạn cùng đi du lịch với gia đình Mai, cùng chia sẻ cái khoảng khắc và cùng khám phá thành phố Chunus với lại gia đình Mai. Mai đi tới đâu thì Mai có thể chia sẻ một chút, Mai thấy đẹp thì Mai có thể quay lại đó, để cả nhà có thể cùng cùng đi du lịch cùng với Mai. Những người mà không có cơ hội sang Pháp hoặc những người sống ở xa đó mà chưa đến Toulouse bao giờ đấy, thì có thể là xem những cái cảnh quay của Mai, rồi có thể yêu thích thành phố này và có thể tới đây du lịch trong tương lai. Đến ngã tư thì Mai quay lại cho cả nhà xem một chút. Hiện tại thì Mai đang đứng trước mặt cái khách sạn City Hotel. Thành phố Toulouse được gọi là thành phố Angles, thì La Ville Angles, thì đầu tiên Mai tưởng là thành phố nói về hoa hồng đó, nhưng không phải. Cả nhà có thể nhìn thấy kiến trúc ở đó đó, họ xây tất cả bằng gạch đó, thì bằng gạch màu hồng đó, thì ông xã Mai bảo là La Ville Angles. Nhìn ở đâu những cái building lớn, những cái tòa nhà kiến trúc ở đó, thì đó họ xây hoàn toàn bằng gạch mà không có chát nhé, thì gạch hồng đó. Đẹp không cả nhà, chỗ nào cũng vậy đó. Bây giờ thì gia đình nhà Mai đang đi vào trung tâm đi bộ đấy cả nhà, phố trung tâm đi bộ. Mỗi nơi có một cái vẻ đẹp khác nhau. Ở Lyon thì có vẻ đẹp của Lyon. Ở Bonjour, merci. Ở Toulouse thì có vẻ đẹp của Toulouse. Mai vừa quay thì có một bạn đi đường nhìn thấy Mai xong quay lại chào và giơ tay chào, rất là dễ thương. Tuy rằng không biết đấy nhưng mà họ rất là thân thiện.
À đây, cái cửa hàng mỹ phẩm Kiko Milano. Oui. Thấy báo giảm 50% và 70% thì không biết là có đúng hay không, nhưng mai chưa có vào xem. Ở đây thì cứ bảo là hàng của Pháp, nhưng đây là không phải của Pháp nhé cả nhà, đây là hãng của Ý đó. Hãng này rất là rẻ chứ không có mắc. Ở đây thì được cái là chỗ nào cũng có cây xanh mát, người đi bộ thì không có sợ nắng. Ở đây thì họ cũng có xe đạp để cho mình thuê đó, mình có thể đi đạp xe đạp khắp phố. Bây giờ những thành phố lớn ở bên Pháp như là Paris, Lyon, Toulouse là hay là rất là nhiều thành phố lớn khác mà Mai chưa biết ấy, là họ hay là có cho thuê xe đạp để cho mọi người đi lại thuận tiện đó. Thái chuyết này em ơi, Pattaya, cái đi Pattaya. Bên đường thì có một cái nhà hàng của Thái, Mai cực kỳ thích ăn đồ Thái, cực kỳ mê đồ Thái đó. Nhưng mà con gái hôm nay lại thích ăn cái đồ cassoulet, cái món ăn đến từ cái vùng miền này, đến từ Toulouse này. Món ăn gọi là món ăn nổi tiếng ở đây, có nghĩa là món ăn truyền thống ở khu ở thành phố Toulouse này đó. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối nhá cả nhà. Đó. 8 giờ tối trời vẫn còn sáng. Wow, bây giờ thì Mai đang ra cái chỗ khu trung tâm lớn này, ở trước cửa Megi tòa thị chính ở thành phố Toulouse. Đẹp quá cả nhà. Hotel de Ville có nghĩa là tòa thị chính Megi ở trung tâm thành phố đấy cả nhà. Em Mai thấy đồ ăn ở đây không có đắt lắm anh nhá. Mai đi qua mấy cái nhà hàng á, có nhìn giá như đồ hàng nhà hàng Thái như thế. Mai thấy còn thậm chí còn rẻ hơn là ở Ma Công khu nhà Mai nữa. Mà trong cái đó Ma Công nhà Mai chỉ là một cái phố quê thôi, nhỏ xíu thôi. Em mê tới đây thì đã tìm trên mạng cái nhà hàng mà con bảo là mọi người ai khen ngon. Và tới nhà Mai thì vẫn miệt mài đi tìm. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì lại quay lại chính chỗ này để ăn. Thì cả nhà có thể thấy bên trái của Mai đấy là rất là nhiều brasserie, có nghĩa là những cái nhà hàng brasserie của Pháp ấy. Thì cuối cùng lại quay lại để ăn. Gia đình nhà Mai vẫn đang hành trình trên đường tìm nhà hàng mà em mê thích ăn đó. Bây giờ thì các con có vẻ là mệt và đói bụng rồi. Đi cũng hơi lâu một chút mà vẫn chưa tới. Chắc là sắp tới nơi rồi. Mai cũng đang háo hức, thật sự muốn thưởng thức cái món mà đến từ cái vùng miền này. Nói chung là đi đâu mà ăn ẩm thực vùng miền ở đó thì sẽ là ngon nhất. Giống như về Hải Phòng thì ăn nem cua bể, bánh đa cua, bánh mì pate. Đi Hà Nội thì ăn bún chả lã vọng, chả cá lã vọng. Hay là bún thịt nướng. Tất nhiên ở trên Hà Nội thì Mai chưa có biết nhiều đặc sản ở đó. Nhưng mà chẳng hạn như là miền Tây thì có lẩu mắm. Trong Sài Gòn thì có bánh xèo, tất nhiên là có rất là nhiều món để mình thưởng thức ấy. Đi đâu thì mình nên thưởng thức ẩm thực ở đó. Gia đình Mai đã tới con phố mà có nhà hàng em mê yêu thích ấy. Bây giờ thì đang tìm địa chỉ và tên của nhà hàng lần xong rồi. Thấy ai cũng ăn, Mai cảm giác cái đói bụng rồi đó.
chứng khoán. Ê, à, đây thì Mai thấy có một quán ăn Việt Nam. Và đây là quán mà em muốn tới ăn. Rất tiếc là quán em muốn ăn đó là họ đóng cửa. Không phải là họ đóng cửa nghỉ đâu, mà chắc là họ đóng cửa vĩnh viễn đấy. Vì chắc là có từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Cho nên gia đình nhà Mai lại quay lại chỗ trung tâm này ăn. Nhà hàng Mai ăn ở ngay cái chỗ Place the Capital, the Toulouse. Rất là lớn cả nhà. Và do là mùa dịch ấy, nên họ, hai cái bàn cách nhau thì họ có để kính chặn như thế để an toàn đó. Thì vừa nãy anh phục vụ anh rất là dễ thương, anh ấy mở nước rất là chuyên nghiệp, như là một nghệ sĩ, trình diễn trên sân khấu vậy. Nhưng mà Mai rất là tiếc Mai không có quay đoạn đấy. Đây là siết la peritif. Mai thì Mai ăn món tôm. Đây là món mà con gái phải mất công đi tìm để ăn đó. Mà cuối cùng họ đóng cửa. Họ đóng cửa từ khi nào rồi đó? Cái nhà hàng họ đóng cửa lâu lắm rồi mà mình không có biết đó. Đây là món ăn truyền thống ở cái vùng Toulouse này. Bon appétit. Et bien, vous, c'est bon? Đó, đây là món em bé cực kỳ yêu thích. À, con mới được ăn ở trong hộp thôi chứ con được chưa ăn nấu ở tại tại cái vùng này, mà đây là lần đầu tiên con ăn sữa. Đây là món của Mai. Hiện tại bây giờ là 10 giờ tối cả nhà. 10 giờ tối này. Đó, trời vẫn còn sáng. Tuy rằng là điện bật rồi nhưng mà trời vẫn còn sáng. Bắt đầu. My class champion ông Phong là champion đó. Đây là tiệm kem nhá, có nghĩa là My class the Phong champion Europe. Europe và champion the Phong có nghĩa là giải nhất của nước Pháp và giải nhất của châu Âu cả nhà. Đây là tiệm kem cũng cùng với lại của nhà hàng này nhá. Mai vừa ăn nhưng mà khi mà người ta quá đông khách ấy, mà mình gọi người ta mà mang sang cho mình ấy thì là mình sẽ phải chờ rất là lâu ấy, cho nên là gia đình nhà Mai ăn xong tính tiền xong rồi sang đây gọi kem thì vừa mua vừa đi vừa ăn. Alo Shaggy, bao nhiêu? Hôm nay Mai sẽ ăn thử cái vị kem ngon nhất của Pháp và giải nhất của Pháp và giải nhất của châu Âu xem như nào. Oui, ça va. Sua cả cái em à. À, trả tiền kiểu này cả nhà. À, mình trả tiền xong họ trả lại tiền mình. Merci. À, anh bán kem rất là dễ thương. C'est bon? Est-ce que tu pourrais mettre la même chose à Yvonne? Eh bien, ngon không em? Ah ouais. Oh non, c'est champion d'Europe et champion de France. Si tu dis pas bon, c'est grave là, c'est le tout le jour, c'est son grave. Goût. L'intensification du goût là. Đây là tiệm kem mà được giải nhất của Pháp và giải nhất của châu Âu nhé. Champion d'Europe và Champion de France. Nghe là rất là ngon đấy cả nhà. Gia đình nhà Mai ăn tối xong bây giờ đi bộ về khách sạn. À, thành phố đã lên đèn. Đây là cái găng brasserie mà gia đình nhà Mai vừa ăn.
giá cả rất hợp lý và rất là ngon cả nhà ơi. Đang quay thành phố về đêm mà Mai thấy có nhạc. Thấy có bạn này dễ thương quá nên Mai vẫn để lại. Không biết là có bị bản quyền Mai hay không. Mai thấy cũng rất là ngạc nhiên là khi mà một cái nhà hàng rất là sang trọng, rất là lớn mà giá cả hợp lý nhá. Mai thấy không có đắt đâu. Mai thấy có khi còn rẻ nữa cả nhà. Nhưng quan trọng nhất là cách phục vụ ấy và rất là ngon. Bây giờ thì cũng gần 11 giờ đêm rồi. Trời tối hẳn rồi cả nhà. Thế là buổi tối lang thang ở Chunus, cả nhà Mai đi ăn giờ đã xong và Mai có quay lại một chút phong cảnh của thành phố Chunus để chia sẻ với cả nhà. Ok, thì bây giờ cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cả nhà yêu thích những video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Ăn xong tối về khách sạn, hai chị em tắm xong rồi là mặc đồ. Hai con kêu là con mặc đồ giống kimono. Hai đứa rất là thích thú. Viens faire bisous mes chéris. Quoi? Moi qui fais bisous. Mais il y en avait deux de kimono?